So under the Cambodia Teacher Training Project, the school has developed. One is the buildings, the classrooms, and two is the environment outside, and number three is the material learning and teaching materials. Hay chia sẻ là mua chúng nó tiết miên là bài sắc xa đã thừa sắc châu chất năng riêng năng năng trạng. And also educational games. Yeah, so make the student enjoy learning, enjoy coming to the school. Chẳng là cô miên chia sẻ nói cô mà chỉ sẽ gặp hạng của quán sử dụng cô và lo tiết là về If you like the project, provide the school with the cabinet for storing the books in the classroom. Study corner, and also more teaching and learning materials, and also more teaching strategies. Chân còn mãn năm trong con bên ta cùng luôn. Ông ca nếu khi hai bạn chui thì sẵn hay xem để bật tham được một số những tiếng đó nè cô ta không niêm nè cô chị cô cũng biết nè cô bên chân nâng là quay về mặt đồ nè cô dạ bên chân là cô bà so she likes so much yeah she likes so much for the something new that she gets. Yeah.